Này các bạn, bạn có thích những gì chúng ta thấy ở đây không? Ô nhiễm không khí, bao gồm các hóa chất độc hại và các hạt có hại khác, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hệ sinh thái của chúng ta. Nhưng điều gì đã gây ra ô nhiễm không khí? Trong tập hôm nay, chúng ta hãy đi vào lãnh thổ ô nhiễm không khí bẩn thỉu và khám phá những hậu quả chết người của nó đối với cuộc sống, môi trường và thế giới của chúng ta. Tiến vào nào! Một tỷ lệ nhỏ ô nhiễm không khí đến từ các nguồn tự nhiên giống như núi lửa phun trào, bão bụi, chất gây dị ứng và cháy rừng. Và chúng ta không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với ô nhiễm gây ra bởi bất kỳ nguồn tự nhiên nào. Nhưng những gì chúng ta có thể kiểm soát là các hoạt động của con người gây ra hầu hết ô nhiễm không khí ở trên thế giới. Phải, các bạn của ta, ngay từ hút thuốc lá đến đốt nhiên liệu hóa thạch để lái xe ô tô và thải khói độc hại từ các nhà máy, đều làm mờ không khí bạn hít thở và gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và môi trường. Ví dụ, khi chúng ta đốt nhiên liệu hóa thạch như thực vật và sinh vật bị phân hủy, chúng thải carbon dioxide và các khí nhà kính khác vào trong không khí của chúng ta. Ngược lại, các khí này giữ nhiệt từ mặt trời trong bầu khí quyển trái đất, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và là một yếu tố chính đằng sau sự nóng lên toàn cầu. Các bạn đã hiểu chưa? Sự gia tăng nhiệt độ này tạo ra một chuỗi các sự kiện và tăng cường ô nhiễm không khí bằng việc tăng mức độ khói bụi trong môi trường. Sương khói là một loại ô nhiễm không khí, làm giảm tầm nhìn và làm cho không khí khó thở. Nó nhấn chìm mọi thứ xung quanh trong một đám mây màu nâu và xám, phổ biến ở các khu công nghiệp và vẫn là một cảnh tượng quen thuộc ở các thành phố như Los Angeles, California và Delhi ở Ấn Độ. Không chỉ vậy, ô nhiễm không khí còn có thể khiến người ta bị bệnh nặng. Ngoài vấn đề về hô hấp, ô nhiễm không khí còn có thể gây ra các bệnh như ung thư phổi, nhiễm trùng đường hô hấp và cả bệnh tim nữa. Bạn sẽ không tin đâu, nhưng theo WHO, gần 2,4 triệu người chết mỗi năm do ô nhiễm không khí đấy. Một con số thật là kinh khủng. Vì vậy, các bạn thân mến của tôi, nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta là phải tự mình đối phó để cứu hành tinh của chúng ta và cả thế hệ tương lai nữa. Nhưng mà câu hỏi quan trọng nhất chính là làm thế nào để chúng ta có thể giúp giảm ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng? Chà, chúng ta có thể làm điều đó bằng cách truyền bá nhận thức giữa bạn bè và gia đình về hậu quả của việc đốt nhiên liệu hóa thạch và kêu gọi họ giảm mức sử dụng càng nhiều càng tốt. Ngay cả một bước nhỏ như là tắt đèn, TV hoặc bất kỳ thiết bị điện nào khi không sử dụng cũng có thể giúp giảm mức độ ô nhiễm không khí. Ngoài ra, một trong những cách dễ nhất để kiểm soát ô nhiễm không khí là hạn chế sử dụng xe hơi và phương tiện cá nhân và lựa chọn hệ thống giao thông công cộng, hoặc đi bộ, hoặc đi xe đạp bất kỳ khi nào có thể. Và từng chút một, từng bước một, chúng ta sẽ bắt đầu thấy sự khác biệt và thế giới sẽ lại là một nơi lành mạnh để sống. Đơn giản thôi mà. Bạn có biết thứ gây ô nhiễm không khí lớn nhất là vận tải đường bộ như xe hơi hay không? Không chỉ vậy, các chất ô nhiễm không khí phát ra từ xe hơi được cho là gây ung thư và góp phần gây ra các vấn đề như hen suyễn, bệnh tim, dị tật bẩm sinh và dị ứng mắt. Ngoài ra, ô nhiễm không khí không phải mới xuất hiện gần đây. Năm 1952, đại khói mù London đã giết chết 8.000 người. Nhưng mà thật không may, chúng ta chưa học được bài học và đang tiếp tục phạm sai lầm, gây hại cho môi trường sống của tất cả chúng ta từ ngày này qua ngày khác.
hãy nhớ rằng những người bạn của ta như Carl Sagan vĩ đại đã nói, và ta trích dẫn: cho đến nay, trái đất là thế giới duy nhất được biết đến có sự sống. Không có nơi nào khác, ít nhất là trong tương lai gần, mà loài người chúng ta có thể di cư, đến thăm, được, an cư vẫn chưa. Dù muốn hay không, hiện tại trái đất là bến đỗ duy nhất của chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng là giữ gìn và trân trọng chấm xanh nhạt, ngôi nhà duy nhất chúng ta đã từng biết. Nghĩ về điều đó đi nha. Hy vọng là các bạn thích tập ngày hôm nay. Tiến sĩ Binox tạm biệt và hẹn gặp lại.